Bây giờ kể thầy nghe nào, tên là gì, xong rồi ở khu nào, xong rồi câu chuyện đối với con thế nào? Con tên là Đỗ Thị Gái, con ở Giang Nghĩa, Đắk Nông ấy. Năm nay con 60 tuổi ạ. Thế bây giờ thế con gái thì lấy chồng như thế nào? Đấy, nấy là nhân tộc với đấy, gia đình con không cho nấy mà cứ theo cái thằng ấy thôi. Con này con phản đối nhất mà nó không không được, phản đối không được, cuối cùng nó vẫn đi theo cái thằng đấy, đưa nó đi 5 6 lần mà không được. Bây giờ nó cứ về nhà thì về ở với thằng đấy được đứa con. Thế mấy cưới nhau mấy năm rồi? Có cưới đâu, vừa nó ở với nhau hơn, năm nay là 5 năm rồi. Thế à? Thế thì từ hồi nó lấy nhau thì mình có bị ốm không? Hồi trước chưa, nó chưa lấy nhau thì con chưa ốm mấy, gọi là sơ rồi không ốm mà đâu. Chưa ốm mấy đâu, từ ngày nó ở với nhau nữa là con nặng quá con đi hết bệnh viện nào bệnh viện kia chợ rẫy nhất chịu trị đâu nhiều lắm, mà các bệnh viện mà cứ có thuốc thì ít ngày đỡ ít ngày, xong về hết về nhà là mấy ngày lại đau tiếp, cứ vậy không còn thiếu nữa, là thuốc nam thuốc bắc còn chữa nhiều lắm. Thế đã đi xem bao giờ chưa? Con này đi xem thì con bên đạo con chưa đi. Thế là nghi ngờ mình có bị làm sao không? Thì con nghi nghi vậy mà con chưa dám đi, hôm nay có cái cô này cô chỉ cho con, cô đi chữa cô thành cô về, cô thấy con đau đớn thì cô cũng chỉ cho con để con cho số con. Thế à, Con cô đấy ở đâu? đấy có ở ngoài Giang Nghĩa, cô ở Giang Đăng Nông này, cô ở Nam Định này, cô về chữa thầy cô mới vào được, cô bảo được hơn tháng này. À, cô đấy khỏe chưa? Cô khỏe lắm rồi vâng. Thế là thầy chữa cho cô rồi à? Và cô vào cô ấy nói con mới biết chứ con có biết đâu, cô thấy con đau mấy năm nay thì cô mới vào cô nói. Cô đấy là hình như thầy chữa cho cô đấy, thầy có quay lại video đấy. Con thì con không có máy móc gì, con không không biết xài máy mấy, con chỉ xài cái điện thoại trắng đen thôi. À, hình như cô nó cũng bị bổ mùa, là nó bảo là nó sẽ giết. Vâng, cô bảo cô bị ngại ở Sài Gòn ấy. À thế à, xong rồi thầy giải cho cô rồi. Thì cô bảo chị con cứ điện cho thầy coi thầy có cách gì giúp thì giúp cho được thì xem có đúng không. Cô em con chỉ có nghi là hay là con phản đối thằng ấy thì nó có ngại con không. Thế ở Nó trong thì dân tộc PD. thế ở trong đấy họ có biết chơi ngải không? Có đầy thầy ạ. Thế à, kinh nhở. Thế đã nhìn thấy ai bị bùa ngải chưa? Con thì con chưa nhìn thấy nhưng mà người ta đi 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 xem đi nhất thì có người ta nói con nhiều người bị mà con thì con chưa nhìn thấy, mà con thì nó người ta cũng cứ bảo là nó chỉ có ngại như vậy chứ cứ đi bắt về mà chỉ được mấy ngày là nó tìm cách nó phải đi. À, cứ đi theo anh kia à? Vâng, đấy theo cái thằng ấy này Nhưng mà có yêu anh con ấy không? phản đồ. Có yêu anh ấy không? Không yêu nó cứ nó đến nhà rồi nó ấy rồi đến cứ theo nó vậy, nó cứ đi nói với người ta là còn cháu không muốn đi lắm mà cháu đi không được, cháu cứ đi mấy ngày là như có người đuổi cháu về, không về với nhà về với nó không đi được. À, Mà con thì con phản đối lắm mà không biết nó có ngại con không. thế à, thế là nghi là con gái bị bùa ngải rồi chứ gì. Và nghi là con này hay là nó có ngại con nữa không thì con không biết, mà con đi chữa như 5 6 năm nay rồi mà là cứ đỡ xong lại cứ tái đi tái lại hoài vậy. Ở Đắk Nông mà xuống Sài Gòn là bao xa? À, có bao lâu nhỉ? Con xuống Sài Gòn hơn 300 cây ạ. Thế à? Thế thì lần tới thầy vào Sài Gòn xong xuống gặp thầy thôi. Vâng, nếu bao giờ thầy vào Sài Gòn thầy cho con biết thôi. Chủ nhật tuần tới thầy vào.
tuần nạ tuần này Vâng vậy, tuần sau để thì cho nó sẽ con biết. có. Dạ. Thế khoảng thứ tư Để gì cho đấy, con biết. khoảng Để cho con biết địa chỉ để con đi tới. thứ tư gì đấy xuống gặp thầy nhá. Thứ tư tuần tới mà. Ừ, Bỏ tuần này ra hay tuần tới này cơ? Bỏ tuần này ra ấy nhỉ? tuần tới, thứ tư tuần tới xuống gặp thầy. Vâng, cho con hay là con cứ gọi điện thoại này này, số điện thoại này thầy thầy cho con biết nhé. Ừ, thầy ở quận 2 ở Thảo Điền ấy, khu Thảo Điền Vâng. Mastery nhá. Thảo Điền, Ừ, con không, ở chắc quận con 2. không nhớ đâu. Đến hôm đấy con xuống Sài Gòn, con xuống xuống miền Đông rồi con gọi điện cho thầy nhé. Ừ. Thế con gái con đi được luôn không? Để con sắp xếp con xem mộ nó khó đi lắm thầy ơi, kiểu như là đi phải qua cái thằng ấy nó cho đi mới được đi, nó Thế đồng ý đi mới được đi. thế cả. Vâng, để con sắp xếp, con xin con sắp xếp cho nó có đi được không, để con dẫn nó đi luôn. Rồi, ok. Vậy là đến tối thứ ba con đi xe ở đây con xuống rồi. Rồi xuống miền bến xe miền Đông rồi đi đâu con gọi thầy thầy để thầy về con hỏi đường con đi thầy nhé. Rồi. Vâng, con cảm ơn thầy. Ờ, dạ nha. Vâng. Chị quen lắm, cầm bao ở đâu rồi nhỉ? Nhà con á, bốn chị. Bốn chị ký với thầy là bốn chị một tuần là thầy biết là đi xem tử vi thầy chưa được nhiều. À, quen trên mạng đúng không? Dạ. À, tên là gì? Tên Nguyễn Long Quang. Nhìn hay thế. Nhìn nhìn có cái mặt. Mẹ đây à? Dạ. Ừ, xem cho đi xem em trước bọn này 18 tờ. Dạ. Xem cho đi trước. Có đi cùng nhau không? Không không chỉ đi cùng cùng lượt lên lượt lên cùng thời điểm xong lấy vợ lấy chồng mới ạ. Thầy khen cô này ăn chơi nhất là Hà Hà nhỉ. Người lá số này chồng đẹp, lá số là lá số chồng có nay em chồng nên đưa đúng tài đẹp hả. Nguyễn Ngọc Nhân à? À, sinh ngày 15 tháng 5 năm 92. Rồi, ông này sau này là vua đất. Cung Điện Trạch có sau tử vi này vua đất. Còn lắm ruộng lắm. Lắm đất lắm đúng không? Lắm ruộng. Tử vi lại hóa quyền làm một vùng đất nữa. Nhất là quy hoạch lên là nhiều tiền lắm đấy. Quê ở đâu? Em ở Nam Định. Nam Định à? Huyện gì? Nam Trực. Nam Trực. Thứ nhất là vua đất, thứ hai nữa là mệnh gặp triệt. Nam mệnh gặp triệt là trước 34 tuổi đang bị che mắt vì một linh hồn nữ đi theo che mắt nha. Phải nhìn thấy rồi, đang ngồi đằng sau. Nhưng muốn sáng tốt thì phải hóa giải nó đi nhá. Bởi vì lá số này là cùng chòm sao với lá số của anh Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FLC. Nhưng mà mình bị triệt mệnh nên là thua anh giải. Thế có giải được không thầy? À, giải được chứ. Lá số rất đẹp bởi vì mệnh nhật nguyệt sáng này, thái dương này, thiên lương này, hóa lộc, khả năng kinh doanh, thế nhưng lại gặp triệt này hỏng mất. Thế tóm lại từ giờ 34 vứt đi, thì giải khẩn trương nên không có vứt đi. Em thì trước giờ đi làm không làm công ty nào quá làm tháng đó. Triệt mệnh mà cung tài bạc có nhật thái âm miếu địa này, nhưng lại gặp tuần nên là chưa được cầm được tiền. Nhìn thấy nhiều cơ hội nhưng chưa cầm được, thật lướt qua người thôi, không phù hợp tí gì đúng thế. Phải có kỹ thuật thực nhá thì mới giữ được tiền lại mới giàu có được. Vì mua đất rồi cũng phúc đức rất tốt, thiên cơ mà với tròn thái dương thiên lương đóng đây. Cung thân này thì à cung máu này thì bao giờ cung phúc đức cũng là thiên cơ vượng điểm tốt.
phần âm tốt. Vâng. Cha mẹ cũng thất sát thì không hợp nhau lắm. Thất sát nằm đây là một người đi sư. U quan lộc có mẹ. Em sau 34 tuổi mới có tả hữu này này. Lúc đấy thì mình kinh khủng là nhiều quân cán. Sau 34 tuổi nhiều người giúp việc. Số đi học muộn, sau 34 tuổi vẫn học tiếp. Sau 34 tuổi thì đi học. Bây giờ là chưa. Có nghĩa là số vẫn nhiều, vẫn học. Học còn muộn không biết, đường học còn dài. Nên là có khóa lộc này, có khóa khoa này. Hoa quyền thì phải 34 mới có. Đại vận 34 thì ra mới có hoa quyền này. Rồi cùng thân nó mới nhị hợp với hoa quyền. Nên là bây giờ đang đi làm thuê đã, chưa có quyền lực chức sắc. Chưa thành ông chủ được. Nên sau này thành ông chủ đấy. Ông chủ hiển. Bầu hiển ạ. Mỗi tội bầu hiển sau này là hai ba vợ thôi. Vợ hai vợ. Rồi cùng vợ đầu là thiên đồng cứ bốn hãm gặp địa thiếp này là cắn chết. Gặp địa không này nữa. Vợ đầu kinh khủng lắm. Xong bỏ trốn. Lấy vợ hai. Nghe đi xem mấy nơi thì họ cứ kêu là lấy vợ muộn. Muộn cũng không giải được ra số này. Khả không kiếp chiếu ở đấy thì nó kiểu gì nó phát sinh. Ví dụ như là lục bại tinh chiếu ấy lại còn đỡ được. Lục chắc tinh chiếu khó nữa người cười. Sát là mất chết. Mà là một sao đỡ hai sao. Một sao đấy chỉ có điện kiếp thôi. Thì không tam hợp. Đấy. Vâng. Lại có thiên không, lại có phục binh nữa. Lại có thiên đồng cứ môn hãm thì thôi rồi. Nhá. Lại có tá phù cứ bật chiếu bù pháp đây nữa thì làm sao mà chạy trong được. Trong tình duyên này, yêu ai thì say đắm si mê lắm thì cũng mới tháng được chán. Ừ. Đúng thế. Tóm lại hai vợ. Hai ba vợ. Là thêm chữ ba là mới chính xác. Bởi cung nô bộc có phá quân mà. Trong phá quân sao không hạnh phúc, chơi với ai không được lâu. Đại là số mất mát vì bạn bè hay bị lừa dối, lừa gạt. Luôn luôn bị lộ, lọt. Đấy, ở đại vận này của em cũng đang xấu lắm đây này, 24 giờ ra này. Là mọi người cũng phúc đức, có thiên cơ, là cái tròm sao chỉ đi học hành thôi. Đấy. Và bắt đầu từ năm 34 giờ ra thì mới thành công được. Nha. Số giàu muộn. Giải ngay triệt mệnh nhá, giải ngay cái người theo che mắt khẩn trương. Đấy là việc quan trọng nhất. Trong chiều nay thì có được giải không? Được. Ra đăng ký với cô Vân để giải triệt mệnh. Hai lá thầy con em lá nào em mình con thầy không? Chơi khó nhỉ. Nguyễn Đăng Quang à? Dạ hai lá. Đăng Quang là làm nghề gì? Con kỹ sư hóa. Kỹ sư hóa. Đang làm ở đâu? Con đang làm ở Đồng Nai. Thầy vừa Đồng Nai hôm qua. Qua ở Trảng Bom ra đây. Con đi mới về Bắc này xong về được 2 ngày rồi. Dẫn về. Thầy đi ạ. Kiểm tra xem bị ngại không ạ? Dạ. Cô này xem bị không ạ? Bị ngại. Gật gật đấy. Cô này ngủ bát theo ma nó gì thế ngại. Yêu đang yêu ai? Dạ. Chứ là trong đầu có hình bóng của một người phụ nữ nào mà mình không muốn không? Có thì có người yêu rồi. Con yêu được 4 năm. Thế thì biểu hiện gì khác lạ không? Có biểu hiện gì khác lạ không? Dạ không, thì có mẹ, sợ mẹ chỉ có bụng bỏ ngải chứ con không có. À, bà này thì? Dạ. Sợ cái bụng ngải à? Dạ. Thế hôm trước đi ở đâu ra? Trước là đi coi cho con, nên là lấy, con cho con đứa con gái, con lấy được hai đứa hợp thân. Thầy thì cũng nói là hai đứa này không hợp, nhưng mà cái bác nói là hai hợp, cố tình lấy nhau là hai người là hay là chọi nhau đấy. Nếu cố tình với nhau là mẹ bên hai bên gia đình bố mẹ sẽ không có người chết của quê. Ừ. Thì bà ấy nói thế thì hôm mà cưới được khoảng tháng rồi ấy, hơn tháng rồi bắt đầu phát hiện là người nó ốm xong bắt đầu tự nhiên nằm là
mất nửa người đây là nó phải nửa người đây là nó mệt lắm, nó mệt tự nhiên mơ giấc mơ kỳ lạ lắm, xong rồi dậy là nó mệt trên chân nó xong chân nó giống cái tê điệt giá từ hôm bây giờ đang bị giá chân à? Bây giờ cũng vẫn bị giá chân. Xong là đầu nó cứ đau cái đầu lắm, xong nó mỏi cổ, xong bắt đầu bước về chiều là nó cứ thấp về chiều là nó sốt, xong bắt đầu nó đau đầu, xong là đêm ngủ là toàn mơ thấy ác mộng, toàn mơ thấy những người, mơ thế nào là con đỉa nó xù lỗ tai xong rút ra, rồi mơ thấy người sống rồi người ta chuồn cái lưới lên rồi con gái một là thằng em đấy, thì mơ thấy những người chết là người ta đi sợ lắm, chân nó kiểu như vậy, xong là dậy là không ngủ được, từ bữa đến giờ là không ngủ đêm, có nghĩa là đêm ít ngủ được, mỗi một đêm hôm qua là không là ngủ được, chứ còn gần chục đêm nay là không ngủ một tí nào. Thế nhỉ? Dạ. Quê ở đâu? Quê gốc ở Nam Định nhưng mà làm ăn ở trong Lâm Đồng, ở trong Đắk Nông. Làm ăn Đắk Nông, thì coi thầy là muốn là coi cho con nó không bị con nó có bị hai đứa nó cưới được nhau không, thì thầy nói là cái thầy coi bói này, thầy nói là hai người lấy nhau là hai người chọi lấy nhau là không được, sẽ là chọi nhau, nhưng mà hai đứa nó yêu nhau quá thì gia đình vẫn là cả, nhưng mà thực tế ra ấy thì con gái thì nó bảo là con không tin, nhưng mà thực tế ra thì bà ấy nói là nếu mà cái bà này là bà ấy để ý cái đứa con gái nhà con, bà bảo nếu mà ấy thì đồng ý thì ấy thì bà ấy gả, bà ấy giới thiệu cho một thằng em trai nó sinh năm 85, còn thằng đứa con gái nhà con là sinh năm 93, bà nó giới thiệu cho một đứa sinh năm 85, trong cái thời gian ấy thì em của cái thầy nó lại bà ấy lại xin số điện thoại của con gái nhà con, thế là trong cái thời gian ấy là cũng vẫn gọi, thì cái hôm mà con bị thì lại đúng là cái người anh em của nhà cái bà ấy là gọi điện cho con à. Ngay cái hôm đấy là con ốm quá thì cũng sang nó chăm sóc, thế xong là ngay cái đêm đấy nó quên để điện thoại ở nhà ở đấy, thì tối hôm đấy khoảng 9:30 có cuộc điện thoại lạ gọi đến thì nói chuyện nói là mất lịch sự lắm, thế là con tắt máy, không có nói gì hết ấy. Thế là con mai con nó sáng nói là con nhớ cái hôm bãi con này nói là nếu như hai người lấy nhau ấy, thì hai đứa tụi con lấy nhau thì sẽ bố mẹ sẽ có người chết đột quỵ, thế con mới nghĩ ra thế còn sợ quá là con gọi luôn được thầy luôn, mà con lại vừa mới bị giống như đột quỵ một cái hồi cách đấy mấy hôm, thì tra trên điện thoại đúng là cái số điện thoại của em của bạn, không phải là anh em trong cái Zalo là quen cái thằng con người. Con sợ có người ta có ngại không? Đúng rồi. Ngại con không? Ngồi quanh chân xem có bị ngại không nào? Là tay này, nhắm mắt. Tên là gì? Tên con là Tạ Thị Nhanh. Tạ. Năm nay 48 tuổi. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1970. Nhắm mắt. Xin là phép quan thần linh cai quản tại Linh Quang Điện cho phép vong linh bùa ngải theo Tạ Thị Nhanh sinh năm 1970 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh bùa ngải theo Tạ Thị Nhanh sinh năm 1970 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời vong linh bùa ngải theo Tạ Thị Nhanh sinh năm 1970 mượn ghế người trần gian. Vong linh bùa ngải lên đây chưa? Lên rồi, gật đầu một cái. Nào. Đi thầy sẽ giúp cho vong linh siêu thoát nhá, không đi theo người ta nữa. Có lên không? Lên không? Lên thì gật đầu mạnh nào. Gật đầu một cái. Thầy sẽ giúp cho vong linh siêu thoát nhá, không đi theo người ta nữa. Sửa chữa bệnh đột quỵ cho vong linh nhá. Chữa bệnh cho vong linh thì giúp vong linh siêu thoát nhá. Không theo hại người nữa nhá. Không đi làm tay sai của các thầy khác nữa. Đồng ý không? Đồng ý thì gật đầu nào.
đầu mạnh một cái. Bà này dính một cái người nam bị liệt ấy, đứa con trai khoảng tầm 20 tuổi ấy. Người ta bị liệt ám vào người này. Là cậu kia đi bằng hai tay, chân liệt hết, cứ đẩy tay để chân như này đi bò bò lạc lạc. Là Vong Linh muốn thể giúp chữa chân cho Vong Linh không? Chữa chân cho Vong Linh hết liệt nhá, rồi siêu thoát cho Vong Linh nhá, không ở lại trần gian nữa, không đi theo thầy khác xui nữa nhá. Đồng ý chưa? Đồng ý gần mạnh nào. Thầy thấy Vong Linh rồi. Mạnh nữa. Chút nữa. Nữa, nữa. Nhanh lên. Gập đầu xuống. Có phải Vong Linh bị liệt chân không? Phải không? Nam đúng không? Rồi. Chân bị liệt hả? Nên là không siêu thoát được nên cứ đi theo thầy kia, là thầy bảo gì làm nấy hả? Đúng không? Gật nhẹ thế. Đúng thì gật mạnh xem nào. Nữa. Chút nữa. Thầy khai khẩu cho Vong Linh nói chuyện nhá. Nhá. Nói chuyện là thầy giúp cho Vong Linh siêu thoát nhá. Chữa cho hết khỏi chân nhá, không bị liệt nữa. Khóc à? Khổ lắm đúng không? Khổ đúng không? Nghĩa là người khi mà người vong linh này á là bị liệt và chết thì không siêu thoát được, thì bị cái thầy kia bắt về nuôi, xong rồi sai thì làm ám người khác. Alo. Ngõ số 1, nhà số 1, ngõ 49. Vong Linh thế nào? Nói được không? Thầy khai khẩu thế nào? Nên là đây là vong, đây là đấy những người mà không siêu thoát, xong rồi bị các thầy bắt và nuôi, và cái vong này phải đi theo làm cho họ. Ví dụ như họ bảo là ám vào cái cô này á, chỉ cần biết điện thoại của cô thôi, là gọi điện thoại này là người ta ám một người luôn. Thì cái vong này cứ đi theo nhập vào cái cô này làm cho cô cảm giác đau. Và cái bệnh đấy là khoa học nó gọi là thần kinh giả. Và chúng ta gọi là bùa ngải ám vào người đấy. Thì do cái linh hồn bùa đấy. Nên là bị như thế. Nãy thầy khi mà lôi nó vào đây là nó nhập vào cô này. Hay cái vong này là chỉ đi bằng hai tay thôi. Và nếu như mà cái gia đình này không nghe lời các thầy kia, là cái vong này sẽ ám vào nó bắt ra đây. Chết sớm. Chết như cái vong ấy chứ. Nó phải bắt để giết. Rất là nguy hiểm. Đây là dạng bùa ngải. Và Vong Linh này thì thật ra cũng không muốn làm việc đấy đâu, nhưng mà vì đói khổ quá, không có ai nuôi cả. Nếu không nghe lời thầy kia thì thầy sẽ hành hạ, nên bắt buộc phải đi theo. Là đúng không Vong Linh? Đúng không?
Nếu đúng thì gật đầu mạnh, không thì lắc. Mạnh thế nữa. Mạnh nữa. Giờ chân có đau không? Giờ chân có đang đau không? Cô muốn đứng dậy được không? Cô muốn được đi như người bình thường không? Có đúng không? Rồi, thầy sẽ giúp Phong Linh siêu thoát nhá, chữa cho Phong Linh nhá. Và nhớ là không được đi làm theo thầy kia nữa nhá. Nhớ chưa? Không quay lại nhà thầy kia để thầy hành hạ và thầy say làm việc bậy nữa nhá. Thì thầy sẽ giúp Phong Linh siêu thoát nhá. Gật mạnh cái nào. Nữa. Nữa. Cúi đầu xuống tí nữa. Véo tay mẹ xem nào. Đố tỉnh rồi đấy. Túm cổ ngửa dậy ha, ngửa cổ ra xem nào. Kéo cổ ra. Phong Linh mở mắt ra thầy xem nào. Thấy chưa? Mở mắt to. Nhìn thấy thầy chưa? Thầy có tốt không? Không sợ đúng không? Không bị đánh. Thầy giúp Phong Linh nhá. Khai khẩu há miệng thầy xem nào. Há miệng. Há miệng ra. Há to miệng nào. Chút nữa. Này, mời Phong Linh chén nước nhá. Sợ. Làm ma có khổ không? Uống nước đi. Nếu mà linh hồn này không chữa cho họ được khỏi bệnh tận nguyên ấy thì họ không chữa phát được. Muốn giải được cho cái linh hồn này, cho cô này là phải chữa được cho cái bệnh cho cái vong này. Xong rồi vong nó được Phật đón đi siêu thoát sang cõi khác để sớm được tái kiếp làm người thì nó mới buông được. Đúng không? Đúng không? Có đúng không? Nói miệng thì xem nào. Đúng không? Nói đúng thì nghe xem nào. Gật mạnh cái nữa. Rồi. Yên tâm nhá, thầy giúp Phong Linh nhá. Đừng bắt bà đi nhá. Nhớ chưa? Đấy, con bà đây này. Nhìn con bà xem nào. Đấy chưa? Đấy, ma mà nhập một người mắt dài luôn. Người dân tộc à? Phong Linh người dân tộc à? Dân tộc đúng không? Nghe không hiểu được tiếng Kinh lắm. Nhìn mắt họ dại dại như người dân tộc ấy. Có hiểu thầy nói gì không? Hiểu không? Hiểu đúng không? Ok. Không ngã đâu. Hiểu rồi. Rồi nhá. Thầy sẽ giải cho vong nhá. Thầy giải cho. Bây giờ ra khỏi người cô đi đã. Thầy làm việc thầy xem tử vi nữa nhá. Giờ ăn chiều thầy giải nhá. Rồi đi ra đi. Ra khỏi người cô nào. Ra khỏi người cô đi cho thầy. Để thầy làm việc đã. Nhanh. Đỡ ngửa cổ ra. Rồi thầy biết rồi. Thầy sẽ giải cho nhá. Và Phong Linh ra khỏi người cô đi. Để thầy nói chuyện với cô đã. Rồi ra nào. Đập vai. Gọi mẹ ơi đi. Mẹ ơi, đập mạnh vào. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Gọi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi.
chưa tỉnh ra. Ông đi. Thầy nhá. Chữa cho hết đau chân đã nhá. Thế thì mà thầy chữa cho vòng linh hết đau chân nhá. Đau chân bây giờ giờ thời gian của thầy tối nhá. Ngồi thẳng lưng như thầy. Rồi. Rồi duỗi chân lên cho thầy xem nào, duỗi chân thẳng ha, chân đâu? Sao? Đó, đi rồi chân kia đâu? À đây chị đến số 1 của 9. Rồi. Co chân co lại xem được thế nào? Tốt rồi, đi rồi nhá, nào đứng dậy xem nào. Đứng dậy. Đứng dậy. Còn đứng dậy. Đứng dậy. Đứng. Nào. Giơ tay để xem nào. Hai tay giơ cao lên. Em vui quá thì đứng được rồi. Rồi, hết liệt rồi nhá. Bây giờ ngồi xuống để xem nào. Ngồi xuống. Ngồi xuống nào. Ngồi nào. Đấy, con lành rồi. Xong. Vừa ra khỏi người cô đi nhá. Tính trước. Thế nào? Lúc nãy có biết gì không? Tính lắm, không làm được cố tình có ấn không biết này. Yeah. Tính lắm. Tính lắm cả em. Cũng lúc đầu cũng lên lắm mà sao nó cứ hổ cũng không tay đầu lắm. Đấy, vậy thấy chưa? Bùa là thế đấy. Đây là chị bỏ qua điện thoại cũng được. Hả? Chỉ cần điện thoại là người ta cũng... Thầy giải qua điện thoại suốt à? Bỏ qua điện thoại. À, bỏ điện thoại thì ừ. Ví dụ điện, người ta chỉ cần biết nhá, tên, tuổi, địa chỉ của mình thôi. Là người ta sai cái linh hồn bùa này này. Cái con vong này. Đến người đấy, ám vào người đấy là bị luôn thế luôn. Nhưng bà này từ lúc bị ám đến giờ là không ngủ được và có cảm giác là bị tê liệt chân. Thì là cái linh hồn kia nó như thế nào thì bà này bị bệnh đấy. Nhưng mà con đang muốn hỏi là đấy, cái bỏ một ngày dễ đấy cả. Ừ, dễ lắm. Con hỏi thầy xem là con gái của con ấy là muốn thì bà ấy sẽ bỏ cả mình cả con gái. Sợ là bỏ bùa con gái bây giờ nào có bầu như vậy nhưng mà sao thầy bây giờ là con bé con gọi điện thoại thầy nói chuyện con gái của con hiện phát hiện ra hay là phải lên trên này chỗ nào lên đây alo thầy đây hỏi thăm thầy gì bây giờ hôm nay thầy đang bận rồi thầy sẽ ngày mai alo thầy nhá, thầy đang đông khách quá. Ờ. Mai. Nha. Nào xem tử vi nào. Thầy cho con hỏi xem con gái của con như vậy thì là con gái đang được lên lá số này. À. Con gái đang ở đâu? Con đang cũng đang ở quê. Con gái đang ở tỉnh nào? Đắk Nông. Đắk Nông à? Vâng. Nó con cũng xin ra vết xong rồi. Nó có biểu hiện gì lạ không? Cháu thì bây giờ nó đang nén, nó đang có bầu nhưng mà không biết được. Có bầu với ai? Có bầu với chồng vì nó lấy cái thằng chồng. Mới lấy chồng thì bà ấy muốn ngăn cản rồi thấy con này nó đăng lên Facebook là nó lấy chồng cứ liên khúc cứ thời là cứ gọi điện suốt ấy. Đây thầy xem nó lá số nó thì thầy biết mà. Vâng, cô này là Nguyễn Đăng lá số nào? Nguyễn Thị Thu Hạ. Nguyễn Thị Thu Hạ. Thôi giờ xem thằng cô này trước đã. Dạ. Nguyễn Đăng Quang à? Dạ. Nguyễn Đăng Quang này là nhà có mấy anh chị em nhỉ? Dạ ba anh em ạ. Mấy trai mấy gái? Hai trai một gái. Nhưng mà mẹ có mất hai đứa. Chưa vợ đúng không? Dạ. Sống xa quê đúng không? Dạ. Đây này. Vậy bạn này lá số của bạn ấy là sinh vào giờ Mão nhá. Giờ Mão thì nhà có ba anh em. Vâng. Cũng là cũng rất là ngon. Sinh xong bắt xem của thầy
xem một thầy nhiều, xem thấy là mão đúng hơn nhiều. Đúng nhé. Thằng này là học trò xuất sắc, tự biết được giờ sinh của mình. Liêm Trinh Thiên Tướng thủ mệnh gặp hỏa tinh thì là số quan trường rồi, tốt, công việc thành công, rực rỡ, thông minh, giỏi giang. Học ngành điện à? Dạ, hóa. Hóa à? Dạ. À hóa, hóa tinh tại mệnh. Cung quan lộc có sao vũ phúc. Công việc thì lúc tiền sở hậu thành, sau này sẽ thành công. Sống xa quê với thân cư thiên di. Xa quê lập nghiệp tốt. Đấy, sau này giàu có lắm. Ghi âm hả? Ghi rồi. Ghi cả hình luôn. Đúng nè. Giá thuốc chỉ có mua đây cả thuốc từ. Cô ngồi cạnh rung. Sau này bạn này nhiều tiền lắm nhá, mẹ yên tâm. Tử vi thiên phủ nằm cung tài mạnh. Rồi cung con cái thì sau này cũng tốt. Thái âm nằm đây là con gái dịu dàng, có hoa khoa, hoa quyền, tả phù hữu mật, hai dòng con, hai vợ. Đợt trước con xem một thầy hóa giải được đúng không thầy? Ừ? Mình xin con nuôi với lại cưới hai lần hả? Đúng rồi. Vì trong lá số này là nếu mà không xin con nuôi với cưới hai lần là số hai vợ nhá. Cha mẹ thì rất lương thiện tử tế. Cung phúc đức thì hơi kém chút, có bà cô tỏ đi theo. Hơi kém chút thôi, bởi vì có sao được không được kiếp. Cái này hóa giải cũng được. Chính vì không kiếp nằm cung phúc đức nên là con cái mẹ mới bị bùa. Dòng đấy.